Diễm Quỳnh xin được chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại và đón xem bản tin được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát. Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ tới quý vị về vận trình tử vi của những người tuổi Thân trong tháng 1 âm lịch. Theo tử vi tháng 1 âm lịch, được quý nhân tương trợ cho nên những người tuổi Thân cũng là một trong những con giáp gặp được rất nhiều may mắn và thành công. Có thể nói rằng sự thành công của bạn ở thời điểm này phải khiến cho những con giáp khác phải ghen tị. Vậy nên trong cuộc sống thì bạn cũng cần phải lưu ý ứng xử hài hòa để tránh những mâu thuẫn xung đột không đáng có gây ảnh hưởng đến con đường thành công của mình trong tương lai. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu phân tích lá số tử vi của những người tuổi Thân nhé. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Thân trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng 1 cho gia chủ tuổi Thân, trên phương diện sự nghiệp gặp khó khăn, bủa vây, cạm bẫy sang lối. Người tuổi Thân làm việc vất vả hơn, bất công mất sức mà chưa thu về được kết quả như mong đợi. Dưới tác động của cục diện tương xung với Thái Tuế, người tuổi Thân làm gì cũng một thân một mình, không có người thân hay bạn bè giúp đỡ. Người làm công ăn lương bấp bênh với công việc hiện tại, gặp nhiều thị phi tại nơi làm việc, không được cấp trên công nhận, nên bạn phải thật sự bình tĩnh để giải quyết mọi công việc, tránh để cảm xúc lấn át làm hỏng việc lớn. Người tự chủ kinh doanh buôn bán cũng không khởi sắc hơn, gặp nhiều bất lợi. Tệ hơn là có dấu hiệu bị hãm hại, chèn ép bởi đối tác, thận trọng trong hùn hạp làm ăn kẻo tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Công việc bất lợi nên tài lộc cũng giảm sút trông thấy. Xung Thái Tuế ngăn cản nhiều cơ hội làm giàu dù đã ở trước mắt. Trong tháng kiếm tiền đã khó, tiền làm ra lại khó giữ. Bạn phải chi tiêu rất nhiều khoản lớn, nhỏ vào việc sinh hoạt gia đình cũng như công việc làm ăn. Người làm công ăn lương thu nhập hầu như không tăng do chỉ có một nguồn thu chính, kinh doanh buôn bán cũng không mấy thuận lợi, dễ bị tình trạng bùng hàng, ế ẩm. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để hợp tác mở rộng làm ăn hay đầu tư, khả năng cao không thu hồi được vốn nghiêm trọng hơn còn khiến cho bạn rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Thân tháng này không tốt, thường xuyên ốm đau bệnh lâu ngày mới khỏi. Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến cho gia chủ phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, khó tránh các chứng bệnh về thần kinh và hệ tiêu hóa như đau đầu, đau dạ dày, giảm sút thị lực. Vì thế, quý gia chủ cần phải học cách cân bằng giữa công việc học tập và nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc, tinh thần, nên kết hợp với luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường thể lực. Các gia chủ tuổi Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý gia chủ tuổi Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này về phương diện tình cảm gia đạo không được tốt, những người tuổi Thân chủ về gặp chuyện buồn, thiếu hòa khí. Người độc thân dù có được một vài cơ hội gặp gỡ người khác giới do người lớn giới thiệu, nhưng nam nữ vẫn khó tìm được người ưng ý, các mối quan hệ chỉ chớp nhoáng, rồi đi, khó động lại. Những gia chủ tuổi Thân đã im bể gia thất tháng này dễ xảy ra các cuộc tranh luận, cãi vã, có lớn có nhỏ khiến cho tình cảm rạn nứt, không khí gia đình không được yên ấm. Các cặp đôi đang hẹn hò tính chuyện kết hôn e rằng khó mà thành đôi.
Tử vi của từng tuổi thân trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Tháng này có sự tương khắc bất lợi cho những người tuổi Bính Thân, chủ về khó khăn, gặp mọi sự bất lợi. Công việc làm ăn của gia đình phải gặp đủ chuyện rắc rối, bất lợi, hoạt động kinh doanh trì trệ do bị đối thủ cạnh tranh phá hoại. Về gia đạo thì bất ổn, thiếu hòa khí giữa anh em con cháu trong nhà, thường xuyên xảy ra lục đục cãi vã. Thời gian cuối tháng mọi việc sẽ có thể tươi sáng hơn. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tháng này nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Thân sinh năm 1968 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng, hoặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng, có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc bị phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định, bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài lạnh nhạt với nửa kia của mình. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ bị sa ngã khiến cho hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980, tháng này, tình hình sức khỏe của người tuổi Thân sinh năm 1980 không thực sự lý tưởng. Chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung thái tuế, bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần phải hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần phải lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, đương số dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiền tiêu bừa bãi, những mục đích không thực sự cần thiết. Những người làm ăn kinh doanh cần phải hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Tháng này tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung thái tuế, bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần phải hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần phải lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần phải hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004. Năm 2022 là một trong những năm quan trọng của quý gia chủ trên phương diện học hành. Đối mặt với kỳ thi đại học, bản mệnh cần phải hết sức tập trung. Cố gắng, dù gặp phải khó khăn cũng không nên nản chí, hãy tự nhắc nhở bản thân mình rằng càng cố gắng bao nhiêu thì bạn sẽ lại càng gần với ước mơ bấy nhiêu. Trong chuyện gia đình, mối quan hệ giữa bản mệnh và cha mẹ dễ nảy sinh mâu thuẫn xung đột, bạn không nên đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, gạt bỏ lời khuyên nhủ của người lớn tuổi. Hãy học cách lắng nghe những người đi trước, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng chú ý. Ngoài ra không nên để chuyện tình cảm lứa đôi gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính. Hãy xác định việc cần làm trước mắt của mình là gì để có hướng phấn đấu phù hợp. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Thân Hình Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Thân trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh những ngày sau. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 1 năm 2022, tức ngày 6 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 1 năm 2022, tức ngày 18 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với người tuổi Thân trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 1 năm 2022, tức ngày 9 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy.
ngày âm lịch ngày 21 tháng 1 năm 2022, tức ngày 21 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người tuổi thân trong tháng 1 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 1 này, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên like video, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung hay hơn được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát ở những lần sau. Xin mến chào!